lặng hơn. Trong sách này. Người ta lặng hơn. Tại sao người ta lặng hơn? Ủa thì tên danh sách này đắng hơn bông của. Cười cái gì đấy? Hả? Một cân bông một cái sói cái nào nặng hơn, cho trả lời lại. Quan sát. Chắc chắn chưa? Thì sách, đây là sách ấy mà. Sách Sợ thế, sách gì? Anh không nói sợ sách gì. Anh cười cái gì đấy? cân bông một cái sói cái nào nặng hơn, Sách gì? sắt dị Bông gì? nhật bông tằm Thì bông đương nhiên là sẽ nhẹ hơn rồi. đi. Cái gì đấy? Một cân bông với một cân sắt cái nào nặng Cái sao lại hỏi em thế đấy, nào? là câu đố đấy, là câu đố Câu đố. Thì tất nhiên sao nặng hơn anh rồi. Thầy. em bây giờ em hỏi nhá, có một túi cân bông thì Đã bỏ mặt rồi. có hai túi nhá, một túi đựng một cân bông nhưng một túi đựng một cân sắt, hai túi đấy túi nào nặng Một túi được cân bông, một hơn? túi được cân sắt hay gì? Ừ. Một chứ một túi cân bông, một túi cân sắt thì chẳng như nhau à? Thì Hai túi là thế gì nữa, thì cân sắt nặng hơn đấy, rồi. Là gì đấy? cân sắt nặng hơn Sai à? một cân bông với một cân sắt cân nào nặng hơn, cho trả lời lại. Thì bông thì sẽ nhẹ hơn.